Rồi, xin kính chào anh em. Lại như thường lệ, tiếp tục giao lưu với anh em một số dụng cụ đầu ngày Nhật Bãi anh em. Hàng cũng rất đẹp. Anh em có nằm ở trong vùng dịch thì anh em đừng có mua hàng anh em. Anh em mua hàng cũng không có nhận được ha. Rồi. Anh em mua hàng liên hệ với anh em là số điện thoại 0397193224. Anh em nhớ đăng ký kênh khi mà em ra clip sau anh em nhận được sớm nhất anh em. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, mã đầu tiên. Mã đầu tiên là 1/10 là một cây dao đi rừng làm vườn hoặc là chặt xương. Còn khá đẹp anh em. Thế là thép rép anh em, thép rép anh em nhìn kỹ là thép rép này thấy không? Đó, cái lưỡi nó lưỡi rép. Cái cây này thì nó sẽ dài. Chiều dài của nó là 36.5 cm. Cái chiều dài của cái lưỡi là 18. Bản lưỡi là 6.5. Lưỡi 6.5. Cái độ dày của các bạn, độ dày của cái lưỡi là 7 anh em, gần 7 mm. Rồi. Đây. Cũng còn khá đẹp anh em, cán còn nguyên vẹn ha. Cán còn nguyên vẹn, nguyên lành. Đây. Cái dao này rất sắc. Có một chuyện đây. Đây một chuyện ở đây. Rồi giá mở đầu tiên là 10/1 giá 550 anh em. Tiếp tục là mã 10/2 là một cái lưỡi rìu hàng độc anh em. Hàng này cho anh em sưu tầm là ngon lành, lưỡi nó rất mỏng nè, lưỡi cực kỳ mỏng luôn, nặng 750g anh em, nặng 700g chứ, 700g. Độ dài của cái lưỡi là 16.5. Bản lưỡi lớn nhất là 7.5. Lưỡi còn rất đẹp, mộc mà chuyện nó đóng dây hồn luôn nè, đóng mộc chuyện này. Đây nữa nè, một chuyện đây, chữ đây nè, chữ bên này nữa nè, đây chữ bên đây nữa nè, đó chữ đây nữa nè. Lưỡi này rất sắc nha anh em, này cho anh em sưu tầm đồ xem chơi cho nó đẹp. Rồi mã 10/2 550 luôn anh em. Tiếp tục là mã 10/3 là một cái kiềm tút chi điện của Hozen, chưa sử dụng mới cứng luôn anh em. Sa băng đây Hozen nè, lỗ tút dây nó từ 0.8 đến 5.5 anh em, lỗ lớn từ nhỏ đến lớn anh em, lỗ này cũng khá lớn, từ 0.8 đến 5.5, chưa sử dụng anh em, mới cứng luôn đó. Bao tay thì còn quá đẹp luôn. Lỗ dây điện, tút dây điện ở đây 0.8 đến 5.5, chưa sử dụng. Rồi mã 10/3 400.000 anh em. Mã 10/4 là một cái kìm ngồi của Fujisa, chưa sử dụng. Cây này sẽ dài 21 cm anh em. Đây răng ở đây, hàm rất khít đây, hàm cực kỳ khít. Đây đúng giờ băng đây trong đây nè đó. Chưa sử dụng ha anh em. Rồi 10/4 230.000. 10/5 là ba cái kìm mỏ nhọn 16 và 16.5 cm, có gần như chưa sử dụng anh em, gần như chưa sử dụng luôn. Đây cái nhất là kìm Meri, răng đây, răng nó còn rất là đẹp như chưa sử dụng vậy đó. Còn nhựa thì cũng rất là đẹp luôn, không có chạy chùa gì. Để cắt cái lỗ tủ điện nữ rất thích. Cái thứ hai, cái này cũng là chữ cũng của Nhật, thêm chữ thay mờ này, cái xí Nhật cũng đây nè đó. Hàm đây cũng rất thích. Lưỡi đây, bao nhựa thì cũng còn ok, cũng chạy chỗ giúp đỉnh chỗ này, nhưng mà tổng thể thì đẹp. Thứ ba thì găng đây, lưỡi cắt đây,
Rồi giờ cũng còn cá đẹp, cũng có chạy chỗ giúp đỡ này anh em. Lưỡi đây. Rồi. Mã 10/5. Giá 350.000 nha anh em. Đục là mã 10/6. Là cây mỏ lết càng cua cực độc, hiếm gặp anh em. Chiều dài của cây này là 21 cm, hàm nhỏ nhất của nó là nó mở được 15 mm anh em. Rồi lấy hàm lớn nhất coi bao nhiêu. Hàm lớn nhất là mở được trên 4 chấm anh em, trên 4 cm anh em. Đó, nhỏ nhất là 1.5, lớn nhất là trên 4 cm. Đây, cực độc này cho anh em sưu tầm ha. MCC. Thân nhôm ha anh em. Rồi. 10/7, 10/6 giá 750.000. 10/7 là một cái rút river, rút đinh tán của hồng tớp, còn rất đẹp, thân nhôm anh em, cái đầu rút còn nguyên si anh em. Đây bao nhựa làm máy xéo anh em, cái bao tay này nó làm hơi máy xéo, giặt máy xéo cho anh em dễ cầm anh em nè, làm hơi máy xéo vậy đó, hay nó làm hơi máy xéo hơi anh em, nó làm hơi máy xéo hơi cho anh em cầm nó thoải mái hơn chút anh em nè, giặt máy xéo vậy nè. Đó, cái này đã test ok rồi anh em, còn rất đẹp. Đây cái đầu nó đây đủ lỗ đủ số. Rồi 10/7, 10/7 giá 400 anh em. 10/8 đọc cái thước kẹp Mitutuyo 15 cm, điện tử anh em, cái điện tử Mitutuyo. Đây mấy anh ra băng đây, mỏ nó còn rất đẹp, rất khít luôn nè, cực đẹp anh em, cái mỏ nó cực đẹp luôn á. Đây mở nguồn lên cho anh xem. Đó, đây hàm nó rất khít luôn nè, đó cực khít luôn. Đây kéo từ từ cho anh em xem. Khích luôn cái hàm đó nè, đó rất là khích luôn đó. Rồi 10/8 giá 1.4 hay nè, giá 1.4, 10/8 giá 1.4. 10/9 là một cái thước kẹp cơ, cũng là Mitutuyo 15 cm, cây này cũng còn khá đẹp anh em. Đây hàm nó đây cũng rất khít nè anh em nè, khít luôn nè. Đó, Mitutuyo. Rồi 10/9 giá 400 anh em. 10/9 bổ sung số 10 cho 10 vô.
tục là 10 trên 10. Là cái mỡ buri xe máy. Cái này xài cho mấy dòng xe hai thì anh em. Này có lắc léo nè. Nó cái đầu khẩu của nó là 21 nha anh em. Đây. Còn này hai buri của xe Suzuki Sibor, này là mấy anh Toyota anh em. Cái này là mấy anh Toyota. Này cũng không có dễ kiếm nè anh em. Này nó có sử dụng rồi, mấy em thử lửa là rất ok rồi. Thử lửa rất ok, lửa rất là ngon. Tại em cũng làm trong nghề anh em, em cũng nghề trong nghề xe máy anh em. Đây. Đầu còn cực dày cực đẹp nè, đó. Đây cái này của mấy anh Toyota anh em. Cái răng của nó, đây răng của nó là răng 14 nha anh em nè. Răng 14. Cái độ dài của cái răng tính từ trong ra ngoài nó sẽ là 12.5 nè, tính từ miếng lông đền đó, 12.5. Ừ. Đó. Hai cái đã sử dụng rồi nhưng em thử lửa rất là ok anh em. Nhưng một cái buri nữa nè, chụp mở buri nữa nè. Rồi. 10 trên 10. Giá 300.000 anh em, 10 trên 10 300.000. Trên 11 là một cái thước đo chiều sâu của Matsui đây, Nissan. Nó là hơn 15 cm nè, bản thân nó để 15 cm nhưng mà nó tới 18, 19, 20 gì lắm đó. Đẹp anh em, này hoạt động chân chu anh em đó. Rồi 10 trên 11, giá 380.000 anh em. Mười trên 12 là một cái băng me 2550 của IKT, còn rất mới anh em. Đây, còn rất mới full hợp. Mọi thứ hoạt động trơn tru. Đây, đo thử cho anh em xem cái độ ấy của nó đây. Đây. Hay không anh em nè, hay không nè, đó. Đó, hay không. Ok ha. Đó. Đây mấy anh giờ bằng bên đây. Nên giờ bằng. Chúng còn khá đẹp anh em. Quân hợp. Đây mấy anh sơ băng luôn. Rồi giá 550 anh em, 10 cho 12 550. 10 cho 13 là bao gồm bộ tiếp. Bộ cho 13 là một bộ tiếp 1/2 của thằng Tone và KTC anh em. Tone và KTC đây. Rồi mình đi từ trước đi. Đây là cần tự động ở đây. Rộng 1/2 của Tone. Đây, cái hàm này gần như chưa sử dụng luôn nè. Cái đế dặn á, cái đầu dặn nè. Đó, mà ông hoạt động ngon lành nè. Đó. Rồi, rất đẹp ha nè, gần như chưa sử dụng ha nè, ra băng đây. Đầu nó đây. Anh em nào ở ngoài ở vùng dịch thì đừng mua hàng ha anh em, gửi hàng anh em nhận cũng không được đâu. Đây một cây nối dài của thằng
KTC cũng còn khá đẹp. Đầu nó đây, đầu cũng còn rất đẹp. Cái này em chưa vệ sinh anh em, mấy cái này chưa vệ sinh. Tiếp tục là khẩu của khẩu đây, khẩu của thằng Tone và KTC. Khẩu này là số nhiều khẩu chưa sử dụng anh em, nhiều khẩu chưa sử dụng luôn á. Nhiều khẩu chưa sử dụng luôn. Nhiều khẩu chưa sử dụng luôn. Nó còn rất đẹp. Của KTC và Tone. Đây nè. KTC. À, Tone nè. Tone. KTC, giờ có một khẩu của thằng một khẩu SK11. Đấy. Số nó là 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26 nha anh em. Rồi. 10 x 13. Giá 800 nha anh em. Cái 13 giá 800. Người trên 14 là một cần tự động Tone cổ nha anh em. Tone cổ 3 chấm này là 3 chấm cổ nè. Chưa sử dụng nha anh, mới cứng luôn anh em. Nè, đầu nó đây. Chưa sử dụng. Mới cứng luôn. Đó. Rồi đầu cổ nè, cái 3 chấm đầu chấm của hàng cổ nha anh em. Xe băng đây. Rồi. Giá 10 trên 14. 380 từ ngày anh em, 10 14 380. 10 15. Cái đầu cần tự động Tone ơi. Cũng còn rất đẹp. 1/2 anh em. Ông chân chu nè. Xe băng đây. Rồi. 10 15. Giá 280.000. Rồi trên 16 là 29 cái bạc đạn SKF của Đức nha anh em. 29 cái bạc đạn SKF của Đức anh em đó. Em cho anh xem từ giờ cho anh xem được một cái như thế nào nha. Đây nó vậy anh, chưa sử dụng nha anh em. Này hoàn toàn chưa sử dụng mà nó rời vậy nè anh em. Này có thể mình lấy rời ra được nè, đạn này mình có thể lấy rời ra được nè. Đó, nó gì đó, mình thấy lấy rời ra. Đây SKF nè, Germany nè, này em chưa vệ sinh lại đó, cái thông số của nó nè, cái thông số của nó đó, đó thông số của nó đó. Đây em đo cái đường vành cho anh em xem, giờ cái đường trong của nó cho anh em xem. Đây cái đường vành của nó là 32 đó, vòng ngoài là 32, dòng trong là 11. Dòng trong là 11. Cái độ dày là 7. Cái độ dày là 7 mm. Đó. Dòng trong là 11. Dòng ngoài là 22, 32. Đó. Độ dày là 7 mm. SKF của Đức anh em. Chưa sử dụng, hoàn toàn chưa sử dụng anh em. Đây. Có một cục gì đây đó, nó vậy đó, chưa sử dụng. Các bạn có thể lấy ra được gì này anh em. Đó. Em nghĩ cho bạn này xài cực bền anh em. Rồi. Có 29 cái anh em. 29 cái. Rồi cái mã này là cái mã 10 trên 16. Giá 1.3 anh em. 10 trên 16 giá 1.3. Trên 17 một cái cưa ship cắt cành của ARS Made in Japan. Đây Made in Japan đây, cái lưỡi của nó thì dài, lưỡi dài thì dài 19 anh em, tổng thể thì nó dài khoảng 41, cái lưỡi không dài 19, cũng còn rất là sát anh em nè, cũng còn rất là nhám, hình thức thì còn rất đẹp đó. Cưa gấp
qua RS đến giờ băng rồi 10/17 giá 250.000 anh em. 10/18 là hai cái kìm bấm có tút chi điện đây, lỗ nó là 1.0 anh em nè, đây lớn nhất là 1.0 nè, nhỏ nhất 0.25 đó. Còn bên đây thì nó sẽ là nhỏ nhất 0.75, lớn nhất là 5.55. đây nhìn đây là đầu bấm có cái lỗ cắt dây, mình xếp mình cắt dây 3 ly hoặc là 5 ly gì đó. Đây chúng tôi gần như chưa sử dụng anh em, bao nhựa còn rất là đẹp này, có viết to đây, sao băng đóng đây luôn nè đó. Này nó cắt dây được luôn anh em, chỗ này cái hàm cắt dây luôn nè đó. Rồi mã 10/18 giá 270.000 anh em. 10/19 một kéo cắt cành mà cây này đập anh, cây này tới hai lưỡi này anh em, hai lưỡi luôn anh em, này mua cho anh em sưu tầm coi chơi, nó hai lưỡi nè, đó nó hai lưỡi đó, nó hai lưỡi. Cây này hàng cũng hàng nội địa, hàng bãi Nhật anh em. Cái độ dài của cây này là 20 anh em, độ dài 20 cm, rất sắc anh em, nó hai lưỡi đó, hai lưỡi thôi, nhựa cũng còn ngon lành. Rồi giá mã này của 10/19 là giá 300.000 anh em. 10/19 là 300.000 này, cho em mua sưu tầm coi chơi. 10/20 là 7 cây kéo nhấp hàng thủ công Nhật, có cây sử dụng kia chưa anh em, không có liệt kê hết cây nào chưa sử dụng, mà có cây sử dụng kia chưa. Cây cây mà ngắn nhất á, cây ngắn nhất là 11 cm, cây dài nhất là 15.5 cm anh em. Cây này nó đóng mọc hàng thủ công Nhật, đóng mọc chuyện đầy đủ hết trơn á, nó có mọc chuyện trên đây luôn nè, nó cây nào không có hết nè, cây nào không có hết anh em. Hàng thủ công cây này rất sắc, mấy cây này nó đem mài hoặc là mấy em xài vô tư luôn, mấy em xài rồi mài là nó được sắc luôn đó. Trời ấy cây anh em. 10/20 là giá 300.000 anh em, 10/20 300.000. Tục là 10/21. Là hai cây, hai cái kéo cắt ton, cắt giấy cứng gì cũng được anh em, làm hai cái kéo bướm. Độ dài của cây ngắn nhất là 19. Cây dài nhất là 22. Đây, lưỡi nó rất là dày, lưỡi nó căng cưa luôn anh em. Lưỡi nó căng cưa luôn nè. Này lưỡi cũng có răng cương, mà cái này chưa sử dụng, cái này cũng KTC, còn cái này thì đóng chữ Nhật đó, hình thức thì còn đẹp, bao nhựa có chạy chua chút đỉnh nè, đây đó, lưỡi thì còn rất là mới, có cây này chưa sử dụng, cái KTC chưa sử dụng. Cắt ton, cắt giấy cứng, cắt gì cũng được, làm thở kim hoàng cũng được. Rồi 10/21 giá 350.000 anh em. 10/32 là một cây kìm phe ngoài anh em, gần như chưa sử dụng anh em, của Lucky nè, size này size dài, cái này tới 21 cm, 21 cm anh em, thép đúc anh em, cái cực kỳ anh em, cái này cả đời chưa hư nữa, xài cả đời chưa hư nữa, còn cắt mới thì chưa, gần như chưa sử dụng luôn, thép đúc, mấy cái này là không bao giờ hư nổi nó. Rồi 10/22 giá 250.000 anh em. 10/23 là ba cái đầu chuyển từ máy bóng vít thành đầu khoan đây, đó, nó còn không chân chu. 5 chân chu mũi nó sẽ là từ 1.5 đến 10 anh em, kẹp 1.5 đến 10 mm. Xa bằng đây như một cái mũi nhỏ đây, cũng hoạt động ngon lành. Thì một mũi này con nhựa này chỉ quay tay thôi nè, nó không có cái chế khế mở, đây nó cũng là 10 đến 5.5 đến 10 anh em, một gì 1.5 đến 10 anh em, đây cái đầu mở nó đây, mình chỉ xây dần dặn vô thôi đó.
Rồi. Mã 10/23, giá 370.000 anh em. Mười trên 24 là một bộ đóng chốt của KTC. Bộ đóng chốt của KTC. Cái này mẫu này cực kỳ hiếm nha, mấy cái này luôn cực kỳ hiếm luôn. Bộ đóng chốt của KTC. Đây KTC. KTC. Cái số sẽ bao gồm là có số từ 3, 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm anh em. Đó, nó gồm 2, 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm. Đây, cái còn cực đẹp luôn anh em. Đó, cực kỳ hiếm cái này cho anh em sưu tầm rồi chơi. Rất hiếm. Rồi, Đức nói gì đây? Cái chiều dài của cây lớn nhất nó sẽ là 22.5 cm, cây ngắn nhất là 13 cm, 14 cm. Rồi, hình thức nó vậy. Giá của cái mã này là 10/24, 750 anh em. Tiếp tục là 10/25. Là hai cây mẫu LED mini 150mm của Heath và Lobster. Cái này gần như chưa sử dụng anh em. Đây, hàm nó đây, còn cũng rất đẹp. Sao băng đây, zip Nhật đây. Rồi, hình thức nó cũng còn rất đẹp anh em. Rồi, 10/25, giá 230.000 cho hai cây. Mười trên 26 là một cây mỏ lết Lobster con tôm 250mm, chưa sử dụng nhưng mình hơi đám đám tí nè anh em, nó có đám đám tí nè. Đó, hàng bãi thì anh em phải biết rồi, nó vậy đó. Nhưng mà cái này là cái hàm chưa sử dụng. Đây, hàm ở đây, hàm thẳng băng luôn. Đó, đây, đó. Cái độ mở hàm của nó sẽ là 30 anh em, độ mở hàm 30 mm. Rồi, mã 10/26, giá 250.000. Mười trên 27 cũng là cây mẫu lết Lobster con tôm, cũng gần như chưa sử dụng. Hàm mở thì cũng như cây trước. Đây, cái hàm ở đây. Đất cũng còn rất đẹp, gần như chưa sử dụng anh em, thì đồ bãi thì anh em biết nó không dám đám hay hơi, nằm sương mưa, sương gió mà, mưa nắng mà. Đó, rồi, mã 10/27 cũng 250 luôn anh em. 10/28 là cây mẫu lết hàm ngang của top 280mm. Thất đây anh em coi đi, cũng dám đám hay hơi ở ngoài vậy đó. Để cái đồ mở hàng của nó để anh xem đây. Độ hả hàm của nó sẽ là 75 anh em, 75mm. Độ hàm nó là 75mm. Đây, hàm ở đây, miệng ở đây. Cũng còn khá đẹp anh em. Đó. Rồi, 10/28, 280.000. 10/29 là một hai cây kiềm của KTC, một cây hai lỗ và một cây mỏ quả. Nhìn khá đẹp anh em, mẫu này lạ lạ, khá đẹp. Đây, KTC, KTC luôn. Cây này thì cây nhỏ ngắn thì nó sẽ dài 20.5, cây lớn sẽ dài 22, 25, 250mm đó. Đây, hàm nó đây, răng còn khá ngon lành. Đây, răng nó đây, răng đây,
đó, hình thức thì còn khá mới. Mẫu này nó thon thon, nhìn rất là đẹp, muốn sưu tầm là có chơi cũng đẹp mấy anh em. Rồi 10/29 giá 300.000. Mười trên 30 cũng là hai cây mỏ quả 250mm của Top và HTC Horizon đó. Đây hình thức thì khá mới, hàng ở đây, hàng còn rất đẹp anh em. Rồi 10/30 giá 380.000 cho hai cây. 10/31 là một cây kìm bấm cót của Roboter gần như chưa sử dụng, số nó là 2.05 8.014 anh em, bây giờ tâm chân chung gần như chưa sử dụng anh em. Rồi mã 10/31 giá 370.000. 10/32 một cái đuôi chuột tự động Super 17/19 sa băng đây, hoạt động chân chu, hàm nó đây đó, quá đẹp. Chiều dài của cây này là 23.5 cm, răng cỏ thì còn ok, miệng mồm còn ok. Rồi 10/32 giá 220.000. 10/33 đó bao gồm 3 cây đu chuột tự động, có 2 cây chưa sử dụng, số này bao gồm là số 10, 13, 14, 17 và 19, 21. Đấy, mình đi từ cây đi. Đây cây này là cây 10, 13 của em MCC, răng hàm nó còn rất đẹp đó, đậm ok đó. Chiều dài của cây này là 22. Cây tiếp theo thì Top 14, 17, đây chưa sử dụng anh em, hàm ở đây đó. Đó chiều dài của cây này là 28, hoạt động trơn tru chưa sử dụng luôn. Tiếp tục là cây này của Super 19, 21 chưa sử dụng luôn, hàng ở đây, đây hàng ở đây, động chân chu đó. Chiều dài của cây này sẽ là 31 anh em. Rồi tổng thể rất là đẹp, 10/33 giá 500.000 anh em cho combo này. Tiếp tục trên 34 là hai cái bé bơm nhớt hoặc là bơm mỡ bò anh em. Hàng này hàng của hàng bãi Nhật anh em. Đây cái độ dài của nó là nó cong, nó bẻ cong được anh em. Độ dài của nó là 21.5 cm, cái răng của nó là răng 12 13 anh em, răng 13 đó, nó là răng 13. Đây bẻ cong được, bẻ cong được anh em, nó cong theo ý muốn luôn rồi đó, nó bẻ cong được, nó là cái bét của bơm nhớt hoặc là bơm mỡ bò anh em. Rồi 10/34 giá 200.000 anh em. 10/35 là cái chiếc dao kim cương hàng của Japan chưa sử dụng anh em, cái độ dài của nó là 27 cm, độ mịn rất là cao anh em. Đây đó, chưa sử dụng. Rồi 10/35 giá 300.000 anh em. 10/36 là một cái cờ lê đa năng của thằng Sinh Cây, thân nhôm
hàm nó hàm mở được ốc tuôn cạnh anh em, mở ống mà ốc tuôn cạnh này thì ăn nó như chưa sử dụng rồi đó, còn rất đẹp. Cái độ dài của nó là 350 ml anh em, đây thân nhôm còn cực đẹp luôn á, hàm quá đẹp, nó thể mở ốc tròn cạnh bị tuôn cạnh anh em đấy. Cái độ hả hàm của nó sẽ là hả hàm lớn nhất của nó sẽ là 30 anh em, 30 ly anh em, 30 ml. Rất đẹp. 10/36 giá 480 anh em. Người chơi 10/37 là ba cây búa. Ống đinh nhỏ nhỏ xinh xinh. 200 đến 250 g. Đây. Đầu búa nó đây. Có cái hai cái đinh luôn nè. Cán nó đây. Cán có đóng mấy sao bằng là cán gỗ, cán này cán bọc nhựa, kim loại bọc nhựa. 200 đến 250 g anh em. Rồi. Mã. 10/37. Giá 370.000. Trên 38 là hai một khác gỗ hoặc thạch cao có thứ luôn nè, này có thứ luôn, kéo về có vô luôn nè, có thứ luôn nè đó, còn rất mới, có mũi chưa sử dụng anh em, một mũi chưa sử dụng đây, có thể mình kéo qua kéo vô. Cái độ kéo ngang của nó sẽ là độ bề ngang của nó sẽ là 16 anh em, đây 16 đó, cây nào cũng vậy. Rồi cái mũi đây còn cực đẹp, một mũi chưa sử dụng. Rồi, có thêm một cây đục giác để mở cái ốc luôn, đó, kèm theo. Rồi, 10/38, giá 450 anh em. 10/39, là một mũi khoan, gấp lõi, bê tông, tháo thập kim này anh em, chưa sử dụng anh em, nó là 100 ml anh em, đấy là một tấc á, 10 cm đấy, đây là 100 ml 10 cm, này là hàng nội địa Nhật anh em, hàng vải Nhật chưa sử dụng anh em, đây nó không có mẻ mà cái răng nào hết trơn, còn cực đẹp luôn, chưa sử dụng mà đó. Rồi ok, 10/39 giá 300 anh em. Người trên 40 là bao gồm một combo dũa tròn, dũa gỗ, dũa bản, dũa bán nguyệt đó, đây cây dài nhất sẽ là tới tính tới đuôi tới chui luôn là sẽ là 39 anh em, 39 cm. Em coi cây ngắn nhất là bao nhiêu, cây ngắn nhất là 26, tính cả chui luôn anh em, tính chui nhọn luôn á, 26 đây. Đó, chưa sử dụng anh em, có cây đóng chữ hay không anh em, đây cây này đóng chữ, cây này không có đóng, cây này đóng, ba cây này đóng luôn nè, nó đang nói gì đây, cây bán nguyệt nè, hai cây này hai cây bản đó, cây này cây vũ gỗ nè, nó vũ gỗ đó, nó chưa sử dụng luôn anh em, về làm cán đây, cây này vũ bản, cây này vũ bản mà lớn hơn, chưa sử dụng luôn. Hai cây tròn cũng chưa sử dụng luôn anh em đó, có đóng mọc không gì luôn nè, cây tròn này có đóng mọc không, đó hai cây đóng luôn nè đó. Rồi combo dũa này bán 450 anh em, quá rẻ cho combo dũa nè, 450, nó gồm mà 2, 4, 7 cây 450. 10/41 là một cây xuất thủy của Germany, của nước Đức đấy anh em, chiều dài của nó sẽ là 39 anh em, đây nó mắc hơn đầu nhựa đây anh em, nhưng mà cũng xài bình sử dụng bình thường, nó mắc hơn cái đầu nhựa, đây thủy nó đây còn rất đẹp,
Đó, thử cái mô hình rất đẹp đây. Có 500 hết luôn nè anh em. Đó. Mắt đầu nhựa anh em. Mấy anh Germany luôn nè. Rồi. Mã 1941 giá 300 anh em. Mười trên 42 là gồm 6 cây vít BH1, BH2 và BH3 và mấy mũi dẹp anh em. Đó, có cây dẹp luôn đó. Đây. Cây ngắn nhất sẽ là ngắn nhất là 20 cm. Cây dài nhất là 34 anh em. Đây. Anh em coi từ cây. Đó. Cây này có thể rút được anh em. Rút ra đây, đây có cái mũi gáy nó bạc anh em chưa vệ sinh. Còn cái mũi nó còn rất đẹp, em chưa vệ sinh thôi nè. Đây mình gắn vô đây. Nó là mũi dẹp. Đây, mũi bạc ra đây. BH1 và BH2 và mũi dẹp đây. Đây nó là BH2 và BH3. Đó. Mũi dẹp. Chui cán, nó gồm có thằng Vixel với thằng Tony. Đây. Nó gồm 6 cây. Cây này đóng được nè, cây này đóng được nè. Đó. Rồi ok. Mã 10.42 430.000 anh em. Chính 44 là gồm hai cây cư sắt của Thụy Điển và của Nhật. Của Somat, của San Sanvis và của Somat anh em. Đây thân nhôm, hai cây đều thân nhôm hết. Đây, cây Somat nè. Thân nhôm, cây này tận dụng lửa gãy anh em. Anh em nào chưa mà gãy lửa đưa đây xài ok. Đó. Chịu vậy cây này là tính từ đây là nó sẽ là 22 anh em. Đó. Tận dụng lửa gãy. Cây này là của thằng Thụy Điển nè, nó là khung nhôm luôn anh em. Đó, đây Swiss Anh đó. Rồi lưỡi riêng luôn nè, đây Swiss Anh luôn nè. Rồi kèm theo 10 lưỡi sơ cua anh em, của Na Chi anh em chưa sử dụng. Rồi 10.43 giá 430.000. Mười trên 44 là một cây thước to độ gấp, cây thước to độ gấp của Izumi, cây này gần còn rất mới nè. Đây đó, Izumi. Đó, cây này có thể mình kéo qua dài được 1 mét luôn anh em, kéo cái chiều dài nó ra được 1 mét này nè. kéo ra được 1 mét á, kéo chiều dài nó ra được 1 mét luôn á nè. Kéo ra anh em, kéo dài thẳng ra được 1 mét, có vỏ luôn anh em. Đây vỏ nó đây, Izumi luôn, vỏ zin luôn. Thước đo độ gốc Izumi. Đó. Full vỏ luôn. Rồi 10.44 giá 4.500 anh em. Mười trên 45 là một cái thước ba mặt. Đây anh em nào biết sử dụng mới xài được anh em, không biết sử dụng mà xài không được đó ha. Của thằng chim cánh cụt. Đó. Cái độ dài của cái cây này là cái độ dài của cây này là độ dài là 70 anh em. Đây nó ba mặt như thế này nè, cái này em cũng không biết sử dụng sao luôn, anh em là chuyên nghiệp mới biết sử dụng đó. Nó gì đó, đây đầu này nó gì đây, nó gì đó, kéo ra mở lỏng lỏng là kéo ốc ra đây nè, kéo ra gì nè, đó, kéo ra, kéo ra thì rất là dài. Đó, kéo ra đây, kéo gì đây, kéo gì đây, đó, đóng lại đây, đóng lại rồi đó. Anh này biết xài không mua anh em, không biết xài được mua ha. Rồi 10.45 giá 300.000. Mười trên 46 bào gỗ nhôm xưa em, bằng nhôm đúc anh em. Đây lưỡi nó đây, hàng mua cho anh em sưu tầm rồi chơi. Nó còn một lưỡi sơ cua nằm đây với hai con ốc nữa nè, nó còn một lưỡi nằm đây với hai con ốc nữa nè, lưỡi sơ cua đó. Đây lưỡi nằm đây nè, đó lưỡi sơ cua đó,
với hai con ốc. Đổi con rất đẹp. Chiều dài của cây bào này là 24 cm, bề ngang là 6 cm, cái độ dày nó là 3.5 cm. đây bằng nhôm đúc nguyên khối. Cái này bà này cũng hơi nặng nặng tay anh em, này anh em sưu tầm đồ chơi nè, đúng chữ hiệu của nó luôn nè, đó hiệu nó luôn. Rồi 46 mã thôi. Anh em nào có nhu cầu sử dụng liên hệ anh em số điện thoại 0393993224. Anh em nhớ đăng ký kênh để em ra clip sau anh em nhận sớm nhất anh em. Anh em nào nằm trong vùng dịch thì đừng có mua hàng anh em mua cũng không có nhận được anh em. Rồi xin cảm ơn anh em.